Tập 33 trạm cứu hộ trái tim đã lên sóng VTV3 tối 22 tháng 5. Trong tập này, An Nhiên bị bà sinh lật tẩy chiêu trò mang bầu giả. Thế nhưng cô ả quá cao tay khi lợi dụng chính những điều này làm lợi thế cho mình. An Nhiên tự ngã rồi đổ vấy cho bà sinh tội đẩy mình, khiến bản thân sảy thai. Khi Nghĩa đến bệnh viện, An Nhiên vừa gào khóc vô cùng đau khổ vì đã để mất đứa bé. Thế nhưng cô ả vẫn tỏ vẻ cao thượng khi nói với Nghĩa rằng mình không trách bà sinh, bà cũng không cố tình, chỉ là do không có tình cảm với con dâu nên mới thành ra như vậy. Lúc Nghĩa trở về nhà, bà sinh cũng nói cho con trai mọi chuyện, rằng An Nhiên không hề mang bầu. Cô ả đã thông đồng với bác sĩ để bịa ra chuyện cái thai. Lúc bà sinh nói vậy với Nghĩa, An Nhiên còn xông vào phòng, tỏ vẻ đau khổ. Cô ả lu loa lên rằng bà sinh có thể không yêu thương mình, nhưng cái thai trong bụng cô ta vẫn là cháu nội của bà. Sau đó, An Nhiên còn ngất xỉu trong vòng tay Nghĩa. Nhưng thực tế thì do An Nhiên đã uống thuốc hạ huyết áp để tạo ra tình trạng mệt mỏi, ngất xỉu như thật. Để đạt được mục đích, cô ả này thậm chí không ngại nguy hại tới bản thân. Chính bác sĩ của An Nhiên đã gọi điện cho ả để cảnh báo rằng không nên lạm dụng thuốc hạ huyết áp. Trước tình trạng rối ren của gia đình, Nghĩa muốn bà sinh về quê. Hắn nói rằng đã đặt vé máy bay cho mẹ. Bà sinh đau đớn vì cho rằng con trai không tin mình, muốn đuổi mình đi. Xem tập phim, khán giả chia ra nhiều luồng ý kiến. Số đông cảm thấy ức chế vì những chiêu trò qua mặt người khác của An Nhiên mãi không bị phát giác. Số khác lại cho rằng đây là nghiệp mà Nghĩa phải gánh chịu. Tuy nhiên, có một bộ phận người xem lại cho rằng rất có thể Nghĩa đã phát hiện ra mọi chuyện nên mới cố tình đuổi mẹ về quê. Nghĩa rất yêu thương bà sinh. Hơn nữa, hắn cũng không phải người ngu ngơ, dễ mắc bẫy. Trước đó, Nghĩa đã nhiều lần tỏ thái độ dè chừng với An Nhiên. Không thể có chuyện Nghĩa chỉ nghe mọi việc từ một phía như vậy. Rất có thể, hắn đã biết hoặc đặt ra nghi ngờ về những việc An Nhiên làm. Vì không muốn mẹ mình liên quan nên Nghĩa mới để bà sinh về quê. Mời quý vị đón xem trạm cứu hộ trái tim tập 34 lên sóng VTV3 tối thứ hai, ngày 27 tháng 5. Liệu Nghĩa sẽ làm gì để lật tẩy được bộ mặt thật của tiểu tam An Nhiên? Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.